Đây là quang cảnh lúc 6 giờ 30 phút ở Mitaka. Lạnh lắm đấy mấy bạn. Bầu trời nè. Đây như 5 giờ chiều vậy đó. Đợi hôm nay chiều mình quay cho mấy bạn xem. Giờ này ở Việt Nam chắc cỡ 4 giờ 5 giờ sáng, trời nó mới sáng vậy đó.